Cô gái đừng khóc nhá. Cô gái hứa lần cuối cùng rồi đấy nhá. Cô gái lại khóc ầm lên bây giờ. Không thích cái cảm giác này tí nào. Em không muốn. Cô gái lúc ấy hứa là lần cuối cùng rồi đấy. Lần cuối cùng của ngày hôm nay. Ok là thôi chị đại diện đầu tiên à. Chị không muốn nhìn luôn á. Chị không muốn xem luôn. Sao nhỉ? Cảm giác của mình như nào nhỉ? Nhưng mà hôm nay đã không chị? Kiểu gì thì kiểu. Vậy thì không còn gì mà suy nghĩ nữa. Dạ. Đi về đâu cũng là thế. Buồn kia còn trong dáng ngồi. Quên được không những điều ta chưa bao giờ. Mềm quá chị ơi, mềm. Thôi, rồi, xong rồi, em đi. Ông chị quay mặt đi. Cô giáo đừng nhìn em, cô giáo. Đừng nhìn em nhá. Chúc mừng chị đẹp Diệu Lâm Anh thăng cấp vào vòng công diễn tiếp theo từ tổng số lượt bình chọn yêu thích của khán giả đêm nay. Em yêu. Chị Mỹ Linh như trên. À, như trên à. Rồi ôm nhau một cái. Cả năm chị em mình không ai bị loại đâu. Dạ, hy vọng như thế. Không có ai bị loại hết. Mình đã hứa với nhau là mình ở với nhau hết mà. Không đứa nào bị loại. An Trang ơi. Trời ơi, cô giáo. Em yêu Hương Ly, để chúng ta ôm nhau cái nào. Ông đội trưởng không thể loại được. Trang cũng như trên à. Chúc mừng chị đẹp đây. Đó. Chị đã bảo Hương Ly cũng như trên. Rồi chị cũng như trên luôn. Rồi xong. Hương Ly có 4 triệu follower, không bao giờ có chuyện loại được. Chia tay các chị. Thật hay đùa? Thật ạ. No. Ôi thương Hương Ly quá chị ơi. Em đọc nhầm gì? Em trêu của chị hả? Đúng mà. Oh my god. Thật xuất sắc rồi. Nào. Đúng. Hôm nay múa kiếm rất là đẹp. Đúng không? Đúng. Mình mua kiếm rất đẹp, đúng không chuẩn. Mình? Không, về chị em còn phải hợp tác với nhau. Không được, chị em còn phải hợp tác với nhau. Chuẩn. Quá thương. Thôi các chị tuyệt vời, nói chung là chúng mình đã có với nhau những giây phút tuyệt vời. Thế nào cũng được. Nếu mà các chị mà giành được thẻ bài thì Ly sẽ trở lại. Thế nào cũng được ha. Thế nào cũng được, giống như em mới nói đấy. Mình đã làm hết tất cả những gì chúng ta có thể rồi. Em hỏi chị đúng không? Em hỏi chị là bây giờ chị đã chưa? Chị cảm thấy thỏa mãn chưa? Thế giờ thỏa mãn rồi là xong rồi. Ok là. Em đối ra cũng thế. Cho một cái nào. Mai gặp. Đội trưởng mãi đỉnh. Yeah. I love you Hương Ly. Love you các chị. Cảm ơn bạn rất nhiều. Oh, trời ơi! Quá ý nghĩa mọi người ơi! Đây là nhóm hai đứa trẻ. Trời ơi, mà Hương Ly rất may mắn được làm đội trưởng nhỏ bé của các chị. Trời ơi, tấm ảnh này chắc chắn là sẽ lưu giữ suốt. Và đây là một cái kỷ niệm rất tự hào và rất đẹp đối với Hương Ly. Em chúc các chị thật nhiều sức khỏe và tiếp tục chiến đấu những chiến binh dũng cảm của em để có thể cống hiến cho khán giả những tiết mục bùng nổ nhất và xuất sắc nhất. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp.
Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quang Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.